Nhất niệm vĩnh hằng ngoại truyện, tập 406 đến tập 410, Trường Sinh Công, có ý gì? Trong lòng Vương Bảo Nhạc cảm thấy hồ nghi, phát hiện ánh mắt của Kim Na Minh có gì đó là lạ, nhưng đối phương vốn đang nói chuyện đàng hoàng nay đột nhiên lại đề cập tới chuyện bọn họ có một cô con gái nếu như chỉ là tự thuật thì thôi nhưng lúc nói mấy lời này thì ánh mắt của hắn nhìn mình lại đầy thâm ý ngươi nói em gái nhà họ triệu đấy à ta cũng quen biết cô ấy nhưng đây là bí mật ngươi cũng biết tình hình của cô ấy khá đặc biệt nên chúng ta hiểu với nhau là được vương bảo nhạc suy nghĩ một lúc đột nhiên ho khan rồi vơ vịt hắn vừa nói xong thì kim đa minh lập tức giật mình kinh ngạc khó mà tin nổi thậm chí còn có vẻ là lạ, lạ hắn trần chừ một lúc cuối cùng vẫn do dự nói. Bảo nhạc à, con gái nhà vực chủ lúc con bé ta chỉ gặp có một lần, nghe nói từ năm 7 tuổi đã được đưa lên cổ kiếm đồng xanh tu hành rồi, đến nay vẫn chưa hề quay về. Sao ngươi lại quen thế? Vương bảo nhạc há hốc mồm, nhưng lời của Kim Đa Minh khiến hắn thở vào một hơi, biết là mình đã nhạy cảm quá mức, tuy nhiên, vẫn có phần tiếc nuối. Khi nãy, hắn thậm chí còn nghi con gái của vực chủ là Triệu Nhã Mộng nữa. Dù sao thì cả hai đều là họ Triệu, địa vị của triệu nhã mộng cũng cực kỳ thần bí tuy nay hắn đã đến chính tam thước mà vẫn không thể điều tra ra được lúc này vương bảo nhạc vừa tiếc nuối vừa tranh thủ bẻ lái chủ đề hỏi về chuyện căn cứ thí nghiệm bom phản linh kim đa minh lại nhìn vương bảo nhạc vài cái nhưng cũng tức thời không hỏi tiếp về chuyện này dù vậy trong lòng cũng vô cùng đắc ý về kỹ thuật diễn kịch của mình đồng thời lại hả hê thầm nghĩ ai mượn vương bảo nhạc ngươi suốt ngày lôi con lừa kia ra chọc quê ta nay cuối cùng ta cũng báo được thù chuyện con gái của vực chủ ở trên cổ kiếm đồng xanh là do hắn bịa mà thôi kim đa minh cũng biết nói nhiều thì dễ lộ nên đến điểm thì dừng bắt đầu nói về kế hoạch của mình cùng với chi tiết liên quan đến căn cứ thí nghiệm bom phản linh vương bảo nhạc càng nghe thì hai mắt càng sáng hơn hắn đã ý thức được tầm quan trọng của căn cứ thí nghiệm này đối với tân thành có thể nói một khi xây dựng căn cứ ở tân thành thì liên bang nhất định phải phái rất nhiều nhân viên phòng hộ và nghiên cứu tới đây điều này sẽ giúp tăng mạnh giá trị và phòng hộ của tân thành theo đó cũng tăng thêm tầm quan trọng của Tân Thành lên, thậm chí ở một mức độ nào đó còn bao gồm cả việc duy trì và mở rộng quyền lợi của Vương Bảo Nhạc. Những chuyện khác dù Kim Na Minh chưa nói rõ nhưng Vương Bảo Nhạc cũng ý thức được vì sao đến cả Kim Na Minh cũng phải động lòng như thế. Thực tế thì nội bộ tập đoàn Tam Nguyệt khá phức tạp, bao nhiêu người cạnh tranh, tuy Kim Na Minh có quyền kế thừa nhưng lại không phải duy nhất. Mặc dù không biết tập đoàn Tam Nguyệt sẽ dùng cách gì để kiểm tra và chọn ra người kế thừa, nhưng nhất định sẽ có liên quan đến thành tựu và sức mạnh trong tay của người đó. Vậy nên, một khi hạng mục quan trọng như căn cứ thí nghiệm bom phản linh được xây dựng trong khu của kim đa minh thì nhất định sẽ mang tới lợi ích cực lớn cho hắn có thể nói đây là một việc ai nấy đều có lợi khiến vương bảo nhạc cũng phải dục dịch suy tư kim đa minh lại mời vương bảo nhạc cùng mình đến chủ thành sao hòa để tham quan căn cứ thí nghiệm ở đó đồng thời bái phỏng triệu phẩm phương nhưng chuyện này vẫn rất lạ theo lý thì kim đa minh tự mình đi thăm hỏi và bái phỏng là được tại sao lại kéo mình theo chứ vương bảo nhạc nghĩ tới đây thì vẫn lấy làm khó hiểu nhưng sau khi nhìn tướng mạo của Kim Na Minh xong thì hắn đã hiểu ngay. Nhất định là vì mình đẹp trai nhất liên bang, thân phận lẫn địa vị đều như mặt trời giữa trưa, xem như thanh niên anh hào. Thanh danh hiển hách khắp liên bang, lại đẹp trai banh nóc nên hắn cảm thấy có mình đi cùng sẽ tăng xác suất thành công lên, muốn mượn thế của mình đây mà. Vương Bảo Nhạc sờ cầm, trong lòng vô cùng đắc ý, lại vỗ vai Kim Na Minh vài cái. Trong mắt lộ ra vẻ tán thưởng và ý bảo sau này đừng như thế nữa. Ánh mắt này khiến Kim Na Minh cảm thấy chuột dạ đầu óc nhanh chóng vận chuyển. Sau khi xác định mình không lòi đuôi thì cũng mỉm cười. Dù vậy, ít nhiều gì cũng bị vẻ mặt của Vương Bảo Nhạc làm cho thót hết cả tim. Tiên sư, tên Vương Bảo Nhạc này làm thành chủ xong thì thông minh hơn xưa nhiều rồi. Lại còn học được cả thủ đoạn quyền mưu. Chắc là hắn không phát hiện tại sao mình lại mượn thế hắn đây chứ. Chắc là không phát hiện rồi, dù có đoán được mình mượn thế hắn thì chắc cũng không đoán được lý do đâu. Bằng không vẻ mặt của hắn chắc chắn sẽ không phải thế này. Nghĩ tới đây, Kim Đa Minh lại thấy yên tâm hơn, mỉm cười đáp lại Vương Bảo Nhạc. Hai người nhìn nhau cười toe toét, quyết định sẽ cùng nhau tới chủ thành sao hỏa. Bởi vì chuyện này cần phải giữ bí mật nên cả hai chỉ báo cho Lâm Thiên Hạo và Khổng Đạo biết để họ chuẩn bị sẵn tâm lý chứ không báo cho Lý Hiển Nhi biết. Chiều hôm đó lại lên đường rời khỏi Tân Thành. Lý Hiển Nhi không hề phát hiện chuyện Vương Bảo Nhạc đã rời đi, thậm chí ngoại trừ mấy người Lâm Thiên Hạo và một phần tu sĩ của bốn đạo viện ra thì toàn bộ Tân Thành đều không ai hay biết. Nhưng con lửa lại biết rõ. Gần như ngay khi Vương Bảo Nhạc vừa rời khỏi thì con lừa đang nép mình nấp trong một góc đường. Thân thể hoàn toàn hòa làm một với hoàn cảnh xung quanh chẳng khác gì tắc kè đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn bầu trời. Sau khi đánh hơi vài cái thì nó vẫy đuôi ra chiều vui sướng, tiếp tục nhìn chằm chằm vào một tòa nhà ở phía trước. Sau thời gian tìm kiếm liên tục, nó một đường đánh hơi, lần mò theo mùi của thức ăn và đến được nơi này. Nhưng bây giờ cảm nhận được bên trong khá nguy hiểm nên nó không manh động mà muốn ôm cây đợi thỏ. Chờ có thời cơ thì sẽ phóng lên ngoạm một cái với tốc độ nhanh nhất rồi bỏ chạy. Lúc này, trong căn nhà mà con lừa đang theo dõi có một thanh niên mặc áo lam đang khoanh chân ngồi trong phòng. Trước mặt hắn có ba tu sĩ trung niên mặt lạnh ngồi xổm ở đó không nhúc nhích. Thanh niên áo lam không nhìn ba tu sĩ trước mặt mà nhắm mắt lại. Ngón trỏ tay phải gõ nhẹ lên đầu gối như đang suy nghĩ gì đó. Hồi lâu sau mới mỉm cười. Lão già hỏa thuyền linh kia năm đó bị thương quá nặng nên đến nay ý thức chính vẫn say ngủ không thể tỉnh lại. Chỉ có một phần nhỏ ý thức lan ra bên ngoài lại còn nói đã cảm nhận được khí tức của Minh Tử trong Tân Thành bây giờ người phù hợp với miêu tả của hắn nhất chỉ có Thành Chủ Vương Bảo Nhạc của nơi này mà thôi đúng là vớ vẩn Minh Tông đã bị tiêu diệt từ lâu trận chiến năm ấy vô cùng thảm thiết làm sao còn Minh Tử nào xuất hiện được nữa cũng chỉ có lão gia hỏa thuyền linh đó quá chấp nhất với quá khứ huy hoàng từng bao quát tinh không nắm giữ luân hồi chiêu hồn dẫn độ của Minh Tông khi xưa mà thôi nhưng nói ra thì trận pháp của Tân Thành này cũng thú vị lắm lại có thể ngưng tụ Minh khí Xem ra vẫn phải chú ý tới thân phận của tên Vương Bảo Nhạc này mới được. Tuy nhiên, muốn thử thân phận của hắn thì phải tốn không ít bản nguyên của ta, nhưng 8, 9 phần 10 thì tên Vương Bảo Nhạc này không phải minh tử rồi, nếu kiểm tra thì lại lãng phí quá. Trong lúc trầm ngâm suy nghĩ, thanh niên áo lam này đột nhiên mỉm cười, thoạt nhìn có vẻ vô cùng âm lãnh và tà ác. Mặc kệ hắn có phải hay không, ta cũng phải triển khai kế hoạch của mình. Nếu như hắn có thể phát giác thì hãy kiểm tra cũng chưa muộn. Trong lòng thanh niên áo lam vẫn không tin chuyện trên đời này còn minh tử, nên sau khi kiểm tra toàn diện Tân Thành thật kỹ thì hắn bắt đầu tiến hành bước đầu của kế hoạch. Ấy chính là, làm ô nhiễm bảo nhạc đại trận có thể ngưng tụ minh khí của Tân Thành sao hỏa. Một khi thành công thì hắn có thể thông qua bảo nhạc đại trận này, gián tiếp giành được quyền khống chế đại trận sao hỏa. Dù sao thì cả hai cũng dung hợp với nhau giúp hắn giành được quyền hạn cao nhất của đại trận sao hỏa trong phạm vi Tân Thành này mà không ai có thể phát hiện ra, đến lúc quan trọng nó sẽ có tác dụng rất lớn cách ô nhiễm bảo nhạc đại trận chính là đầu tiên phải vấy bẩn tu sĩ trong tân thành một khi vấy bẩn được đám tu sĩ này thì có thể mượn đặc tính liên tục hấp thu khí tức của thành viên trong tân thành của đại trận sa hỏa để hấp thu khí tức ô nhiễm trên người họ khi nó ngày càng nhiều thì mọi chuyện xem như thành công đây là sơ hở duy nhất mà hắn tìm được sau khi quan sát đại trận cách nhanh và tốt nhất chính là sáng tạo một bộ công pháp dùng nó để thu nạp tín đồ thanh niên áo la mỉm cười nhìn về phía ba tu sĩ trung niên mặt không chút biểu tình kia Ba người này là ba nguồn lây nhiễm mà hắn đã cẩn thận chọn lựa ra trong thời gian gần đây. Cũng là nhóm người đầu tiên bị hắn điều khiển trực tiếp. Bọn họ đến từ các khu khác nhau, ngay cả bối cảnh cũng khác. Sau khi hắn nhìn qua, ba người kia như có phát giác nên đều ngẩng đầu lên, gương mặt vốn cứng nhắc lạnh tanh này lại thả lỏng ra, đồng thời trong mắt lại lộ ra vẻ cuồng nhiệt. Đi đi, dùng thân phận của các ngươi để truyền bá bộ công pháp mà bản tọa đã truyền thụ ra ngoài. Công pháp này tên là Trường Sinh Công. Thanh niên áo lam thản nhiên nói ba tu sĩ cuồng nhiệt trước mặt hắn lập tức đứng dậy ôm quyền cúi đầu tuân lệnh quốc sư liên bang trong kỷ linh nguyên tuy không hề thiếu công pháp nhưng thực ra cũng chẳng nhiều nhận gì các thế lực lại giữ bí mật cao độ đề phòng công pháp mà mình lấy được bị truyền ra ngoài nên ngoại trừ tu sĩ của bốn đạo viện và các thế lực lớn khác thì những thế lực nhỏ và các tán tu khó mà tìm được một bộ công pháp tuy rằng trong tân thành có khá nhiều tu sĩ của đủ mọi thế lực nhưng phần lớn vẫn là 100 triệu dân cư đã được chuyển tới đây dù các tu sĩ của những thế lực lớn không thiếu công pháp nhưng nếu có một thuật pháp khiến họ tu luyện xong lại cảm giác khác biệt rõ ràng thì chắc hẳn sẽ không ai từ chối đương nhiên điều kiện tiên quyết là công pháp này không có vấn đề gì trường sinh công dần dà được truyền bá rộng rãi như thế chẳng ai biết công pháp này từ đâu đến chỉ biết chẳng rõ từ bao giờ mà người bên cạnh đã bắt đầu bàn tán về công pháp này thậm chí còn có người bắt đầu tu luyện không thể không nói trường sinh công bao gồm tất cả yếu tố phù hợp để lưu truyền đầu tiên là nó dễ tu luyện tiếp theo là nó không có bất kỳ chướng ngại nào tu sĩ hay người phàm đều có thể tu hành được cuối cùng nó không chỉ là một cách vận chuyển linh lực mà còn là thuật luyện thể điều này cũng loại bỏ nỗi băn khoăn của khá nhiều người dù sao thì việc luyện thể chỉ có tác dụng cường thân kiện thể cho dù nó có thiếu sót gì thì cũng không có tổn thương lớn bằng tu hành công pháp linh khí quan trọng nhất là môn công pháp này cho hiệu quả cực nhanh một khi tu luyện thì sẽ nhanh chóng cảm nhận được thân thể của mình đã mạnh mẽ hơn nhiều thậm chí mặt mày còn hồng hào dạng dỡ thoạt nhìn như trẻ ra vài tuổi vô cùng thần kỳ có không ít tu sĩ trong tân thành đã từng nghiên cứu không tìm thấy vấn đề gì suy chỉ có tu luyện công pháp này xong là sẽ ăn nhiều hơn mà thôi nhưng đối với mọi người mà nói thì đây chẳng là gì cả bởi vì nó sẽ không làm người ta phát phì đồng thời cũng phù hợp với phán đoán của mọi người dù sao thì sinh cơ rào rạt cũng cần phải có nguồn cung cấp năng lượng chứ mà điểm này cũng phù hợp với định luật bảo toàn năng lượng nên chẳng mấy chốc thì trường sinh công này lại được phổ biến rộng rãi hơn được phái nữ vô cùng yêu thích tốc độ truyền bá của nó liên tục tăng nhanh ban đầu chỉ lan truyền trong khu vực của kim đa minh sau đó dần mở rộng tới khu của lâm thiên hạo thậm chí có không ít quân tu trong khu vực do khổng đạo phụ trách bắt đầu tu luyện thuật luyện thể này hiệu quả lại còn rõ ràng hơn mãi cho đến khi cả khu tự trị cũng bắt đầu lan truyền thì sự kiện trường sinh công này đã được mấy người lý uyển nhi và khổng đạo xem trọng cao độ bởi vì vương bảo nhạc và kim Đa minh đã đi nên sau khi biết được vương bảo nhạc vắng mặt thì lý uyển nhi lập tức thực hiện chức trách phó thành chủ của mình bắt đầu triển khai hội nghị nghiên cứu nhằm vào trường sinh công này trong hội nghị bọn họ điều tra và nghiên cứu thật kỹ về trường sinh công thậm chí còn đưa về thế lực của mình để mọi người giúp phân tích và phán đoán nhưng ngoại trừ vương bảo nhạc ra thì khắp liên bang này không có ai tu hành minh pháp mà cho dù vương bảo nhạc có biết đi chăng nữa trừ khi tận mắt thấy người tu luyện bằng không nếu chỉ xem công pháp thì khó mà nhìn ra mánh khóe vậy nên cuối cùng mặc dù kiểm tra ra có khá nhiều chỗ thiếu hụt nhưng tổng thể thì trường sinh công này quả thật chỉ là một thuật luyện thể để rèn luyện sức khỏe mà thôi có điều lúc các thế lực thử nghiệm trên trái đất thì phát hiện hiệu quả chỉ bình thường thôi chỉ có ở sao hỏa là có hiệu quả cực tốt đồng thời trải qua điều tra mấy người lý uyển nhi phát hiện người truyền bá công pháp này chỉ có một lai lịch trong sạch từng có một kỳ ngộ ở sao hỏa thêm nữa hắn cũng chỉ truyền công pháp này cho hai người bạn của mình sở dĩ bị lan truyền ra khắp nơi cũng là do hai người bạn của hắn mà ra tất cả có vẻ khá bình thường chỉ có tốc độ truyền bá là quá nhanh dù công pháp này không có vấn đề gì nhưng lý uyển nhi vẫn quyết định sẽ tạm thời áp chế nó lại khống chế tốc độ truyền bá nhưng không hề cưỡng chế ngăn cản mà quyết định theo dõi thêm một thời gian nữa rồi mới định đoạt mặc dù tốc độ truyền bá đã bị áp chế khiến cho việc tu luyện công pháp này giảm bớt sức nóng nhưng thanh niên áo làm chủ mưu vẫn không hề xuất ruột thậm chí cũng không hề rời khỏi tòa nhà kia con lửa vẫn luôn ngồi chờ cũng chẳng suốt ruột. Nó cảm thấy vì được ăn mỹ thực dù có đợi lâu hơn nữa cũng đáng. Lúc này, Vương Bảo Nhạc cũng nghe nói tới trường sinh công ở Tân Thành. Hắn đã lấy được khẩu quyết tu luyện công pháp này từ chỗ Lâm Thiên Hảo. Sau khi xem xong thì không hề phát hiện manh mối nào. Hơn nữa, sau khi đến chủ thành xa hỏa với Kim Đa Minh xong thì đơn xin được tham quan căn cứ thí nghiệm và bái phỏng triệu phẩm phương đã được thông qua. Kim Đa Minh thúc giục mãi. Hắn đành tạm gác chuyện trường sinh công qua một bên chuẩn bị tới căn cứ thí nghiệm được vô số trọng binh canh gác cùng kim đa minh nghe đồn căn cứ thí nghiệm nằm trong chủ thành sao hỏa nhưng không phải xây trên mặt đất mà là nằm sâu trong lòng đất lại được phòng thủ nghiêm ngặt dù vương bảo nhạc và kim đa minh đã được phê duyệt nhưng vẫn phải thực hiện vô số tầng kiểm tra thì mới có thể thông qua truyền tống trận để đi vào bên trong căn cứ thậm chí dọc theo đường đi vương bảo nhạc không rõ căn cứ dưới mặt đất này có còn nằm trong phạm vi bên dưới chủ thành hay không bởi vì phạm vi của nó vô cùng khổng lồ vừa mới đi ra khỏi truyền tống trận thứ xuất hiện trước mặt vương bảo nhạc và kim đa minh giống hệt như một thành trì thu nhỏ xung quanh toàn là vách thép tạo thành một con đường dài hẹp cuối mỗi lối đi đều là một không gian thật lớn trong này có vô số nhân viên nghiên cứu khoa học ai nấy đều mặc đồng phục màu trắng đi tới đi lui nườm nượp thỉnh thoảng lại nghe thấy vài tiếng gào như của hung thú vọng tới đồng thời ngay khi hai người đi ra khỏi trận pháp thì vương bảo nhạc lập tức cảm ứng được ít nhất có hơn 10 đạo uy áp của tu sĩ kết đàn tập trung trên người kim đa minh và mình sau khi xem xét xong thì mới biến mất. Ngoài ra, Vương Bảo Nhạc chỉ mới hít vào một hơi thì lập tức cảm thấy thân thể nhẹ bẫng. Tu Vi vận chuyển nhanh hơn không ít. Thậm chí không cần mình dẫn dắt thì linh khí ở đây đã chủ động dung nhập vào trong cơ thể. Điều này khiến cho Vương Bảo Nhạc chấn kinh không thôi, bởi vì linh khí ở đây đã nồng đậm đến mức không thể tưởng tượng nổi. Có thể nói, nếu như ở bên ngoài thì đủ để tạo thành linh vụ. Dường như nơi này có pháp khí đặc thù khiến cho linh khí nồng đậm nhưng giống như đã bị lọc qua nên không tạo thành xương chấn kinh, sợ hãi, kinh ngạc, y nói hoảng sợ. Linh khí nồng đậm cỡ này, chứng tỏ bên trong căn cứ thí nghiệm nhất định có mảnh vỡ cổ kiếm khổng lồ, bằng không thì khó mà được như thế. Đây vẫn chưa phải điều khiến Vương Bảo Nhạc hoảng sợ nhất, thứ khiến đầu óc hắn chấn động. Há hốc mồm là vì hắn đã cảm nhận được khí tức của pháp binh ở đây. Nhưng khác với cấp 7 và cấp 8, đó là dao động của pháp binh cấp 9, mà hình như còn không chỉ có một thanh. Đây là căn cứ thí nghiệm ư. Thế này thì xa xỉ quá rồi đấy. Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi, nhìn về phía Kim Đa Minh, kết quả phát hiện đến tên đại gia quen xài sang như Kim Đa Minh cũng trận trừng mắt. Rõ ràng, đây cũng là lần đầu tiên hắn vào căn cứ thí nghiệm bom phản linh này. Hoan nghênh đã đến căn cứ thí nghiệm bom phản linh. Trong lúc cả hai đều nghẹn họng nhìn chân chối thì đột nhiên có một luồng sáng chói mắt xuất hiện phía trước. Luồng sáng này nhanh chóng ngưng tụ lại, hóa thành một đạo thân ảnh. Thân ảnh đó là một cô gái xinh đẹp vô ngần, phong hoa tuyệt đại, là vẻ đẹp siêu phàm thoát tục lúc này cô cũng mặc bộ đồng phục giống với các nhân viên nghiên cứu khoa học khác mỉm cười chào hỏi hai người vương bảo nhạc nhìn hư ảnh ánh sáng vừa xuất hiện vương bảo nhạc mở to hai mắt đầu óc nổ vang chị đẹp vương bảo nhạc hít sâu một hơi cố gắng lắm mới nuốt những lời này xuống không bật thốt ra khỏi miệng nhưng vẻ mặt của hắn thay đổi vẫn thu hút sự chú ý của thân ảnh hư ảo kia cô nghiêng đầu nhìn vương bảo nhạc một cái kim đa minh ở bên cạnh cũng nhìn vương bảo nhạc thầm lấy làm lạ sau đó hắn lại nhịn không được mà vung tay về phía hư ảnh nọ sau khi chộp hụt thì mới ho khan một tiếng bảo nhạc à đây chỉ là ai thôi không phải ngươi đói khát đến mức đi nhòm ngó một cái trí tuệ nhân tạo đấy chứ vương bảo nhạc mặc kệ kim đa minh lúc này trong lòng hắn đã dậy sóng từ lâu vì cô gái hư ảo xuất hiện trước mặt hắn giống hệt với chị đẹp trong mặt nạ tuy vậy da mặt vương bảo nhạc vẫn đủ dày dù trong lòng đang rung động dữ dội nhưng vẫn nhanh chóng điều chỉnh tâm tình lại nghĩ đến hành vi thất thố của mình trước đó hắn nhanh chóng bù đắp làm cho mình đỏ mặt hệt như vừa thấy cô gái hư ảo này thì đã thích. Đã nhận được đơn xin phép của hai vị, hiện tại triệu đại sư đang ở trong phòng thí nghiệm số 3, mời. Cô gái hư ảo kia không để ý tới vương bảo nhạc mà chỉ thản nhiên mở miệng, nói xong thì xoay người đi thẳng về phía trước, vương bảo nhạc và kim đa minh nối gót theo sau. Nhờ cô gái hư ảo này dẫn đường đi thẳng vào lối đi kim loại phía trước, hai người từ từ tiến vào căn cứ thí nghiệm bom phản linh. Trên đường đi, sự tò mò và khiếp sợ trong lòng vương bảo nhạc đã không sao hình dung được nữa nếu chẳng vì nơi này không tiện thì hắn đã vào trong mặt nạ để hỏi chị đẹp từ lâu rồi hồi lâu sau hắn mới miễn cưỡng dằn nỗi khiếp sợ ấy xuống nhưng sau khi bước vào trong lối đi bằng kim loại kia vương bảo nhạc bỗng dừng bước như có phát hiện gì đó đột nhiên nhìn về vách tường kim loại bên phải lập tức nhận ra cái gọi là vách tường kim loại đó chỉ là ảo giác thực tế ở bên trong vách tường tưởng giống kim loại đó bị phong ấn khá nhiều thứ trông như tiêu bản phần lớn đều là thi thể hung thú nhưng vương bảo nhạc lại không biết bất kỳ con nào tất cả đều rất xa lạ thậm chí hắn còn thấy một con khá giống rồng nữa những thứ này vương bảo nhạc hít sâu một hơi trong lòng rung động không thôi những thứ này phần lớn là thi thể của rất nhiều cổ thú có giá trị lớn trong lịch sử trái đất đã được phát hiện có một phần thì đến từ vũ trụ đồng thời cũng có một số đến từ cổ kiếm đồng xanh cô gái hư ảo ở phía trước mình cười giải thích Vương Bảo Nhạc chợt thấy trong vách tường kim loại cách đó không xa có một con sứa màu đen cũng bị phong ấn. Con sứa này không lớn, chỉ to bằng bàn tay, ngoại trừ màu sắc da thì thoạt nhìn không khác gì sứa thường. Đây cũng là cổ thú ư? Vương Bảo Nhạc kinh ngạc chỉ vào nó. Thứ này tới từ vũ trụ, bọn ta đã đặt tên cho nó là Hải Thế. Thứ mà ngươi thấy chỉ là con non, con trưởng thành phải to bằng một chiếc khí cầu lớn, thậm chí còn hơn thế nữa, đồng thời tác dụng của nó cũng tương tự như khí cầu Dựa theo phân tích thì tốc độ của nó nhanh đến mức không tưởng, theo như liên bang điều tra thì chắc chắn đến 7, 8 phần rằng trong vũ trụ có một vài nền văn minh chưa rõ dùng nó để vượt qua tinh không. Cô gái hư ảo kia lại thản nhiên lên tiếng. Trong lúc Vương Bảo Nhạc và Kim Na Đa Minh đang ở căn cứ nhìn con sứa màu đen trong vách tường kim loại, nghe cô gái kia bình tĩnh giới thiệu thì bên ngoài hệ mặt trời, giữa tinh không mênh mông có một con sứa màu đen giống hệt với con mà Vương Bảo Nhạc đã thấy đang bay nhanh trong vũ trụ. Hình thể của con sứa màu đen này rất lớn, có thể so với một quả khí cầu vũ trụ. Vô số xúc tu liên tục co lại rồi lay động trong không gian như có thể rút ngắn khoảng cách không gian lại khiến cho nó thoạt nhìn giống như đang bay, nhưng thật ra lại đang liên tục tuấn di về phía trước. Con sứa màu đen này đúng là hải thế mà cô gái hư ảo kia đã nói. Lúc này, mặc dù thân thể của con sứa đen nhánh, người ngoài không thể thấy rõ bên trong, nhưng thật ra, bên trong cơ thể nó lại có ba tu sĩ đang khoanh chân ngồi. Ba người này đều đương độ trung niên, vẻ mặt lạnh lùng rõ ràng đều là kẻ quen tắm trong biển máu, quen thói giết chóc. Một người trong số đó lại có một con rết đỏ trên mặt, con rết này như nối liền với huyết nhục của hắn, thỉnh thoảng lại nhúc nhích một cái, thoạt nhìn vô cùng đáng sợ. Quần áo trên người họ khác với trái đất, không phải trường bào mà là một loại khôi giáp giống như vậy, mặc trên người lại có rượu dụng khác. Không những thế, lúc ba người ngồi đây thì trên thân thể họ lại phát ra từng đợt dao động. Mặc dù đã bị con sứa màu đen kia che giấu nhưng ở bên trong thì dao động này lại vô cùng rõ ràng mạnh mẽ đến mức đủ để áp chết tất cả kết đan. Đây rõ ràng là ba vị cường giả nguyên anh, đứng trên kết đan cảnh. Cũng chính lúc này, con sứ đang thuấn di trong vũ trụ đột nhiên dừng lại, đột nhiên có từng đợt sóng lan ra từ trên người nó, trực tiếp đánh nát một tảng thiên thạch vô tình bay tới ở phía trước. Con sứ vốn không định đánh nát tảng thiên thạch này, ngay khi nó dừng lại thì thân thể không còn là màu đen nữa mà phát ra ánh sáng bảy màu chói lóa, đầu thì chuyển hướng như đang tìm kiếm gì đó. Cuối cùng, nó tập trung vào một hướng cố định màu sắc trên người lại càng trói lóa hơn. Cùng lúc đó, ba người đang khoanh chân ngồi trong người nó gần như đồng loạt mở mắt, lộ ra đồng tử có màu khác hẳn với người trái đất. Con người của họ có màu đỏ rực, có lẽ cũng vì màu này nên ngay khi ba người mở mắt thì sát khí hung tàn đột nhiên bùng lên, một người trong số đó còn liếm môi mỉm cười. Không ngờ ở đây mà cũng có dao động văn minh sống, có muốn qua đó xem thử không? Người kia vừa lên tiếng thì người thứ hai mới lên tiếng hỏi vị cuối cùng, cũng chính là tu sĩ có con rết đỏ trên mặt nọ con ngươi của người này có màu đỏ còn đậm hơn, sau khi giơ tay sờ con rết trên mặt thì người này mới lạnh lùng nói, qua đó xem thử đi, nếu như không có tu sĩ cao cấp thì cứ giết hết để cướp tinh nguyên, nếu có thì xem tình hình rồi quyết định sau. Sau khi hắn lên tiếng, hai người còn lại đều gật đầu, bọn họ lại điều chỉnh trạng thái của con sứa màu đen, chẳng bao lâu sau, con sứa này đột nhiên tăng tốc, tiếp tục thuấn di đi về phía trước, mục tiêu lần này, đúng là hệ mặt trời cùng lúc đó trong căn cứ thí nghiệm bom phản linh ánh mắt của vương bảo nhạc cũng rời khỏi con sứa màu đen nơi bức tường kim loại kia hắn và kim đa minh nhìn nhau một cái đều cảm thấy như được mở rộng tầm mắt thực ra đến cả người cảm thấy mình có kiến thức rộng rãi như kim đa minh vẫn bị những thứ bên trong căn cứ thí nghiệm bom phản linh làm cho giật mình không thôi hai người men theo lối đi dưới sự dẫn đường của cô gái hư ảo nọ dần đi vào bên trong căn cứ thí nghiệm bom phản linh dọc theo đoạn đường này Vương Bảo Nhạc và Kim Đa Minh thấy được vô số nhân viên mặc đồng phục nghiên cứu. Họ không để ý đến sự có mặt của hai người, chỉ vội vàng đi qua như thể có vô số chuyện đang chờ mình đi làm, không có thời gian để nhìn ngó và để ý lung tung. Bởi vì lần này Vương Bảo Nhạc và Kim Đa Minh đến là vì tham quan căn cứ thí nghiệm bom phản linh, đồng thời bái kiến triệu phẩm phương. Mà cô gái hư ảo dẫn đường cho bọn họ hình như đã nhận được thông báo nên không đưa cả hai đến thẳng phòng thí nghiệm số 3 mà bắt đầu tham quan từ phòng thí nghiệm số 1 của căn cứ. Chỉ chốc lát sau. Khi Vương Bảo Nhạc và Kim Đa Minh đi đến cuối đường thì trông thấy có một khu vực to gần bằng một nửa học viện Đạo Lam. Nơi này có rất nhiều người, cùng với vô số thiết bị mà Vương Bảo Nhạc không biết tên, nhưng nhìn vào đã biết là cực kỳ cao cấp. Trong đó, bắt mắt nhất trong khu vực này là 10 cái vạc thủy tinh trong suốt khổng lồ. Mỗi cái to cỡ chừng vòng tay của 10 người, cao đụng đỉnh phòng thí nghiệm. Bên trong chứa đầy chất lỏng ngâm một số thi thể khiến Vương Bảo Nhạc vừa thấy đã biến sắc, thậm chí là hoảng sợ. Mỗi bộ thi thể này đều vô cùng kinh người có bộ thì toàn thân vô cùng cường tráng nhưng lại thiếu đầu, lấy núm vú làm mắt, rốn làm miệng, có cái thì nửa người trên là con gái, nửa người dưới lại là thân rắn. Hình tượng của nhân vật hình thiên trong thần thoại Trung Hoa, hình tượng của nữ hoa hoặc hậu duệ của mình trong thần thoại Trung Hoa, đồng thời lại có cả người toàn thân do lửa tạo thành nhưng vẫn có thể vặn vẹo ngay trong chất lỏng, thêm cả ác khuyển khổng lồ mọc đến ba cái đầu. Thậm chí, Vương Bảo Nhạc còn thấy một con rồng mọc cánh thuộc thần thoại phương Tây. Đây, đây là... Phản ứng đầu tiên của Vương Bảo Nhạc chính là mình đã đi nhầm chỗ. Hắn chỉ về phía người không đầu kia, ánh mắt thì nhìn về phía cô gái hư ảo nọ. Kim Na Minh đứng bên cạnh cũng hít sâu một hơi nhưng dường như hắn cũng nghe phong thanh về phòng thí nghiệm số 1 này rồi nên vẻ mặt bình tĩnh hơn Vương Bảo Nhạc phần nào. Phòng thí nghiệm số 1 được gọi là phòng nghiên cứu thần thoại. Nơi này nghiên cứu tất cả những tồn tại nằm trong thần thoại đã được phát hiện trên trái đất thông qua biện pháp đặc biệt của kỳ linh nguyên, thử đắp nặn lại hình dạng của chúng. Đương nhiên, người cũng có thể xem như hồi sinh chúng cũng được ở đây chỉ là một phần của nó mà thôi hơn trăm bức tượng ở đô thành liên bang cũng không phải đặt bừa cho có thực ra bọn ta đã tìm được dấu vết tồn tại của mỗi một vị thần linh được đặt tượng ở đó hơi thở của vương bảo nhạc trở nên rồn rập hơn tâm thần chấn động dữ dội hành trình tham quan căn cứ thí nghiệm bom phản linh lần này còn chưa kết thúc mà vương bảo nhạc đã xem như được mở rộng tầm mắt thậm chí khiến hắn mơ hồ chạm được đến bí ẩn của liên bang cũng vì thấy được những thứ này Vương Bảo Nhạc đột nhiên nhận ra những gì mình biết về liên bang chỉ như bề nổi của tảng băng mà thôi. Mặc dù Vương Bảo Nhạc cũng từng có suy nghĩ như thế nhưng không mãnh liệt bằng việc tận mắt chứng kiến thế này. Xung động này vẫn khiến tâm thần Vương Bảo Nhạc nhắc lên từng con sóng cồn dữ dội dù đã rời khỏi phòng thí nghiệm số 1, mãi cho đến khi hắn và Kim Na Minh tới phòng thí nghiệm số 2. Ngay khi đi vào nơi này, Vương Bảo Nhạc còn chưa kịp bình tĩnh lại thì đã giật mình kinh ngạc lần nữa. Hai mắt mở to hết cỡ. Nếu như phòng thí nghiệm số 1 trước đó khiến Vương Bảo Nhạc thấy được dấu vết tồn tại của thần thoại viễn cổ thì phòng thí nghiệm số 2 này lại cho hắn thấy được cái gọi là huy hoàng thuộc về kỷ linh nguyên. Trong này có một ngọn núi. Ngọn núi này nằm giữa phòng thí nghiệm số 2. Chỉ cao hơn 10 trượng chứ không đồ sộ gì lắm. Toàn thân đen nhánh. Nhưng phàm là tu sĩ. Chỉ cần thấy được ngọn núi này thì tu vi trong cơ thể đều mất khống chế mà bộc phá giống như bị nó hấp dẫn. Vương Bảo Nhạc và Kim Đa Minh cũng vậy. Tu vi của bọn họ lập tức mất khống chế như muốn xông ra khỏi thân thể đầu óc chấn động như muốn nổ tung. May mà phòng thí nghiệm số 2 này có thủ đoạn kỳ lạ nào đó. Cô gái hư ảo kia cũng dự liệu được sẽ xảy ra tình huống này nên phất tay một cái. Một cỗ uy áp giáng xuống giúp ổn định tu vi của Vương Bảo Nhạc và Kim Đa Minh. Hồi lâu sau, Vương Bảo Nhạc và Kim Đa Minh mới đỡ hơn một chút, hai người đều tái mặt thở dốc. Không đợi Vương Bảo Nhạc lên tiếng thì Kim Đa Minh đã thấp giọng hỏi. Chẳng lẽ đây chính là... Tinh Nguyên ư? Tinh Nguyên? Vương Bảo Nhạc ngẩn ra đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy cái tên ấy lúc này nhìn ngọn núi kia thì hắn lại thấy trong lòng rúng động đồng thời cũng nhìn sang cô gái hư ảo nọ chờ đáp án của cô ta kỳ linh nguyên tới không chỉ con người có thể tu luyện mà vạn vật cũng có thể tu hành đương nhiên ngôi sao cũng có thể thậm chí chúng ta có thể xem các ngôi sao như một thể sinh mệnh khác cái gọi là tinh nguyên chính là hạch tâm của nó cũng là thứ quý giá nhất trong ngôi sao đó Tiếc rằng kỳ linh nguyên đến không bao lâu nên những ngôi sao có thể hình thành tinh nguyên trong hệ mặt trời chẳng có nhiều. Thứ các ngươi nhìn thấy chính là một phần tinh nguyên đến từ sao hỏa. Sau khi cô gái hư ảo giới thiệu xong, trong lòng Vương Bảo Nhạc vô cùng rung động, đang định hỏi tiếp, nhưng trong nháy mắt hắn đã biến sắc, mơ hồ phát hiện dường như bên trong tinh nguyên này còn có tồn tại nào khác. Bên trong đó có gì? Vương Bảo Nhạc lập tức chỉ vào ngọn núi tinh nguyên kia rồi hỏi cô gái hư ảo. Kim Đa Minh ngẩn ra, hắn không hề phát hiện cái gì còn cô gái hư ảo nọ thì nhìn vương bảo nhạc vài cái vẻ mặt muôn đời không đổi nay lại có vài phần biến hóa rõ ràng cô cũng không ngờ vương bảo nhạc có thể nhìn ra mánh khóe bên trong tinh nguyên này vương thành chủ tốt nghiệp pháp binh các ở đạo viện phiêu miễu lẽ nào nay đã đến giai đoạn có thể cảm nhận được ý thiên rồi ư cô gái hư ảo đột nhiên mở miệng hỏi vương bảo nhạc vương bảo nhạc ngẩn ra sau đó để ý thấy vẻ kinh ngạc của kim đa minh nên lập tức nhìn về phía ngọn núi tinh nguyên lúc này mới nhận ra kim đa minh không thể cảm ứng được thứ nằm bên trong tinh nguyên này Thông qua lời của cô gái hư ảo, Vương Bảo Nhạc cũng hiểu ra thứ nằm bên trong tinh nguyên này là gì. Pháp binh. Vương Bảo Nhạc chợt hỏi, bên trong tinh nguyên này có ba thành pháp binh cấp 9, lại ngăn cách bởi tinh nguyên, ngay cả tu sĩ kết đan cũng khó mà cảm ứng được nó. Chỉ có pháp binh tu đã có thể luyện chế được pháp binh hoặc bước vào giai đoạn cảm ngộ được ý thiên mới có thể nhận ra. Cô gái hư ảo kia nói xong lại nhìn Vương Bảo Nhạc thêm vài cái. Với độ tuổi của Vương Bảo Nhạc mà lại đến trình độ cảm ngộ được ý thiên khiến cô ta cảm thấy khá kinh ngạc. Mà người kinh ngạc hơn cả là Kim Đa Minh, hắn mở to hai mắt nhìn Vương Bảo Nhạc với vẻ không dám tin. Hiển nhiên, Vương Bảo Nhạc không hề nói chuyện mình đã bắt đầu thử luyện chế pháp binh cho bất kỳ người nào biết nên chẳng mấy ai biết được trình độ luyện khí của Vương Bảo Nhạc đã lặng lẽ lên đến cảnh giới này. Tại sao phải đặt pháp binh ở bên trong tinh nguyên chứ? Chẳng lẽ việc này có liên quan gì tới bom phản ly ngư? Vương Bảo Nhạc không để ý tới vẻ mặt của cô gái hư ảo mà hỏi lại ngay. Thực ra, đến căn cứ thí nghiệm bom phản linh, thấy được tinh nguyên và biết bên trong nó có pháp binh xong thì hắn đột nhiên có một loại dự cảm. Có thể, mình sẽ tìm được manh mối về khâu ý thiên mà mình nghiên cứu và nghĩ mãi cũng không ra ở nơi này. Nếu như là người khác hỏi thì có lẽ cô gái hư ảo sẽ không đáp, dù Vương Bảo Nhạc và Kim Đa Minh đã được phê duyệt đến tham quan cũng thế. Nhưng sau khi nghĩ kỹ lại và nhìn Vương Bảo Nhạc thêm vài cái, dường như nhận ra Vương Bảo Nhạc cũng bị kẹt lại nên cô trầm ngâm như xin chỉ thị. Cuối cùng mới gật đầu một cái. Trước khi nói về mối liên hệ giữa pháp binh và bom phản linh thì ngươi phải hiểu rõ, pháp binh rốt cuộc là gì mới được. Cô gái hư ảo mở miệng, đồng thời giơ tay phải lên điểm nhẹ một cái, núi pháp binh đen tuyển kia lập tức mờ ảo, sau cùng biến thành trong suốt, để lộ ra ba thành pháp binh cấp 9 ở bên trong. Đây chính là pháp binh ngư. Vương Bảo Nhạc lập tức nhìn qua, sau khi thấy rõ thì đồng tử co rụt lại. Ngay cả người đã từng thấy pháp binh cấp 9 như Kim Đa Minh thì cũng phải giật mình thẳng thốt vì thứ ở trước mặt. Sau khi tinh nguyên hóa thành trong suốt thì để lộ ra thứ ở bên trong. Đó không phải là binh khí theo lệ thường, mà là một con rồng đen dài cỡ cánh tay, một con chim lửa màu vàng rực sáng, cuối cùng là một người đã tay cầm sấm sét. Dù là rồng đen hay chim lửa kia đều phát ra uy áp vô cùng mãnh liệt, người đã tay cầm sấm sét kia cũng thế, toàn thân phát ra từng đợt sóng dao động vô cùng kinh người. Dù dao động này đã bị tinh nguyên ngăn cản nhưng vẫn như thần linh sống lại, có thể dễ dàng làm rung chuyển bốn phương. Đây là khí linh ư không đúng không phải khí linh hô hấp của vương bảo nhạc đột nhiên trở nên rồn rập hơn hắn cảm thấy dường như những kiến thức về pháp binh mà mình từng học xưa kia có chỗ nào đó không đúng dựa theo những gì bốn đạo viện đã dạy thì pháp binh chính là dung hợp lực lượng trời đất là pháp bảo siêu cấp được tạo thành sau khi cho khí linh vào nên mới gọi là binh mà nguồn gốc của pháp binh lại được ghi chép trên cách luyện chế đến từ mảnh vỡ cổ kiếm đồng xanh từ đó mới có luyện khí nhất mạch sau khi ngày càng có nhiều mảnh vỡ liên quan tới luyện khí được phát hiện lúc này mới tạo thành pháp binh tu của các thế lực, đồng thời cũng nối tiếp danh xưng luyện khí được ghi chép trên các mảnh vỡ kia. Kiến thức pháp binh mà liên bang truyền dạy hôm nay cũng không sai, nhưng thực ra vẫn thiếu một vài lý niệm chủ chốt. Không phải họ không biết, mà liên bang vốn có quy định, pháp binh không thể truyền bừa. Đối với pháp binh cấp 7 và cấp 8 thì có biết lý niệm chủ chốt này hay không cũng thế, chẳng ảnh hưởng gì tới việc luyện chế. suy chỉ có việc luyện chế pháp binh cấp 9 thì mới cần hiểu lý niệm chủ chốt này. Cô gái hư ảo khoan thai giải thích giọng nói lại có vẻ lạnh lùng đây không phải do cô cố tình mà là bản năng đã thế thứ ngươi nhìn thấy đúng là không phải khí linh nó là bộ dạng bản chất do pháp binh cấp chín nguyễn hóa mà thành thực ra cái gọi là sức mạnh thiên địa chính là ý chí vạn vật dung hợp lại mà thành như vậy đương nhiên cũng bao gồm tất cả nhân vật thần thoại thật sự tồn tại từ xưa đến nay sau khi họ qua đời thì không hề tiêu tán mà chỉ dung nhập vào ý chí của trời đất chẳng qua trước kỷ linh nguyên dù ý chí của họ có tồn tại nhưng chúng ta không thể nào cảm ứng được cũng không thể mượn dùng nhưng kỷ linh nguyên tới sinh ra văn minh tu hành khiến cho chúng ta ngày nay có thể cảm ứng được cũng có tư cách mượn dùng nó bước ý thiên trong luyện chế pháp binh thật ra chính là cảm thụ ý chí của những nhân vật thần thoại kia ở trong thiên địa dẫn dắt ý chí của họ dung nhập vào trong pháp binh khiến pháp binh làm thân khí linh làm hồn để chứa đựng ý chí của họ khiến họ như được tái sinh có thể tiếp tục tồn tại đây chính là lý niệm chủ chốt của pháp binh Từng câu từng chữ cô gái hư ảo nói ra khiến Kim Đa Minh nghe mà đầu óc lơ mơ. Nhưng đối với Vương Bảo Nhạc thì chẳng khác nào sấm vang chớp giật. Chớp mắt đã hiểu ra nhiều điều. Toàn thân run rẩy đến quên cả hít thở. Ánh mắt của hắn mở to. Tất cả cảm thụ về ý thiên ngày xưa lập tức hiện ra trong đầu. Bao lần thất bại lúc trước, nay rốt cuộc cũng có đáp án. Những cảm thụ kia rốt cuộc cũng có manh mối. Hóa ra là vậy. Vương Bảo Nhạc cảm thấy màn sương mù ngăn cách mình với pháp binh này đã được xua đi phần nào khiến hắn nhìn được loáng thoáng con đường phía trước. Có thể nói, dù hành trình tham quan căn cứ thí nghiệm bom phản linh dừng lại ở đây thì nó cũng đã là tạo hóa cực lớn đối với hắn rồi. Để ý thấy ánh mắt bừng sáng của Vương Bảo Nhạc, thanh âm lạnh lẽo của cô gái hư ảo lại vang lên lần nữa. Số lượng nhân vật thần thoại của trái đất từ xưa tới nay có rất nhiều, lại còn chia mạnh yếu nên việc dẫn dắt để chế tạo một thanh pháp binh cấp 7 không hề khó. Nếu như may mắn thì có khi lại được cấp 8 nhưng số ý chí thần linh có thể làm pháp binh cấp 9 xưa nay lại quá ít. Đồng thời, yêu cầu đối với tài liệu và khí linh cũng cực kỳ cao. Tất cả những hạn chế này khiến cho số lượng pháp binh của toàn bộ thế lực trong liên bang, bao gồm cả dân gian cũng không quá 30 thành. Còn mối liên quan giữa pháp binh và bom phản linh ấy à, từ mức độ nào đó mà nói thì ngươi có thể xem uy năng của bom phản linh là uy lực khi vô số thành pháp binh cấp 9 tự nổ cùng một lúc tạo thành. Bên trong đúng là có liên quan tới nguyên lý chế tác pháp binh, chính là chứa đựng ý chí thần linh nhưng không chỉ như thế mà thôi bởi nó còn liên quan tới hỗ tương giữa cấm linh và phản vật chất nói tới đây thì cô gái hư ảo cũng dừng lại thực ra sở dĩ cô nói cho vương bảo nhạc biết những bí mật chủ chốt này cũng là vì đã nhận được thông báo cho phép cô nói ra những điều đó dù chỉ riêng những nội dung này thôi cũng đủ khiến vương bảo nhạc rúng động dữ dội thậm chí khi nghe đến hỗ tương cùng phản vật chất thì chẳng hiểu tại sao thứ đầu tiên xuất hiện trong đầu hắn chính là nếu như linh khí và phụ linh khí cũng chính mình khí hỗ tương với nhau thì có sinh ra sức mạnh kinh thiên hay không. Nhưng ở đây thì khó mà thử nghiệm được. Vương Bảo Nhạc đành gác việc này qua một bên. Tiếp tục theo chân cô gái hư ảo kia. Nhưng hắn vẫn quay đầu lại nhìn ngọn núi tinh nguyên nọ. Lòng thầm nghĩ không biết tới khi nào thì mình mới có một tòa tinh nguyên như thế. Dường như, hắn đoán được có thể nó là điểm mấu chốt để luyện chế pháp binh cấp 9. Mặc dù Kim Đa Minh không hiểu gì về pháp binh nhưng thấy Vương Bảo Nhạc giật mình rung động và trầm tư suy nghĩ thì lập tức ý thức được chuyến đi lần này đã giúp ích rất nhiều cho Vương Bảo Nhạc nên tâm tư cũng dục dịch. Thầm nghĩ mình có nên đặt cược thêm vào Vương Bảo Nhạc hay không? Cứ thế, hai con người với hai suy nghĩ khác nhau theo chân cô gái hư ảo kia rời khỏi phòng thí nghiệm số 2, đi tới phòng thí nghiệm số 3 của Triệu Phẩm Phương, cũng chính là đích đến của chuyến đi lần này. Tuy rằng trong phòng thí nghiệm này có rất nhiều phòng thí nghiệm, nhìn quy mô thì chắc cũng có hơn 10 phòng, nhưng rõ ràng không thể cho hai người bọn họ tham quan hết. Nhìn chỗ của triệu phẩm phương là biết lần này tối đa hai người bọn họ chỉ được tham quan ba phòng thí nghiệm mà thôi. Phòng thí nghiệm số ba này cũng không khác gì hai cái trước đó. Ngay khi bước vào trong, phòng thí nghiệm trước mắt vương bảo nhạc không có bất kỳ thiết bị, tinh nguyên hay nhân viên nghiên cứu nào. Thậm chí, nơi này căn bản không giống phòng thí nghiệm mà giống như một hang động bình thường hơn. Chỉ có trên vách sơn động này là khác một bức họa tinh không bao là có thể thấy trên bầu trời vô ngần kia lại có một hành tinh màu xám bản thân hành tinh màu xám đó như đã đi tới điểm cuối của cuộc đời đang từ từ sụp đổ vô số linh hồn với vẻ mặt đau đớn bay ra từ ngôi sao đang tan vỡ nọ hội tụ thành một dòng sông vương bảo nhạc không để ý đến những cái này cho lắm ngay khi vừa đi tới thì ánh mắt của vương bảo nhạc và kim đa minh đã bất giác nhìn về phía bóng lưng của người đàn ông đứng trước bức bích họa nọ đưa lưng về phía bọn họ mà ngắm dòng sông linh hồn một thân áo lam trông như thư sinh mái tóc bạc phơ như sông ngân người nọ đứng đó như một ngọn núi sừng sững dù không quay đầu lại nhưng vẫn có một cỗ uy áp khó diễn tả phát ra bao phủ xung quanh đây đúng là người đứng đầu nhóm nghiên cứu linh khoa của liên bang đạo lữ của vực chủ sao hỏa triệu phẩm phương dưới lớp áo lam tóc trắng ấy là một cỗ khí chất rất khó nói nên lời vừa như nho nhã lại giống lãnh ngạo như đủ mọi loại khí chất tập hợp lại với nhau tạo thành một sức thu hút rất riêng đủ khiến người ta sinh ra mặc cảm phải cúi đầu trước mặt ông Kim Đa Minh cũng như thế, ngay khi nhìn thấy Triệu Phẩm Phương thì hắn lập tức cung kính cúi đầu. Tiểu Minh bái kiến Triệu Thúc Thúc, Kim Đa Minh lập tức lên tiếng. Hắn biết rõ người đàn ông này không hề dựa vào đạo lữ của mình mới có được địa vị ngày nay. Thậm chí, phải nói ngược lại là do tầm quan trọng của Triệu Phẩm Phương đối với liên bang quá lớn nên mới khiến đạo lữ của ông được thuận lợi hơn. Có điều so với vực chủ sao hỏa thì danh tiếng của triệu phẩm phương không được nhiều người biết tới bằng ông chỉ nổi tiếng trong lớp cao tầng của các thế lực mà thôi vương bảo nhạc vốn cũng muốn bái kiến nhưng nghe kim đa minh tự xưng là tiểu minh xong dù bóng lưng của triệu phẩm phương cũng mang tới áp lực không nhỏ cho hắn nhưng thiếu chút nữa hắn đã phì cười thành tiếng tuy vậy vương bảo nhạc cũng biết đúng mực nên lập tức bái kiến triệu phẩm phương tiểu nhạc bái kiến triệu thúc thúc vương bảo nhạc vừa nói xong thì kim đa minh nhướng mày lườm hắn một cái thấy vương bảo nhạc cố nhịn cười khi nghe mình tự xưng là tiểu minh nhưng hắn không để ý lắm chỉ chờ xem trò hay tiếp mà thôi cùng lúc đó triệu phẩm phương vốn đang đưa lưng về phía họ cũng lộ ra vẻ mặt cổ quái tuy nhiên chẳng mấy chốc đã biến mất sau đó ông lại từ từ xoay người lại khi ông xoay người lại vừa nhìn thấy diện mạo của triệu phẩm phương thì ngay đến kẻ hay tự xưng là đẹp trai nhất liên bang như vương bảo nhạc cũng nhịn không được mà ganh tị dù triệu phẩm phương đã đến trung niên nhưng gương mặt tuấn lãng phi phàm lúc còn trẻ nhất định tuấn giật hơn người ngọc thụ lâm phong tuấn giật tài giỏi sáng sủa ý nói tài năng diện mạo hơn người. Ngọc thụ lâm phong, cây ngọc đón gió, ý chỉ người con trai có cốt cách tao nhã như cây ngọc, kiên ngang đứng trước gió để lộ phong thái tiêu sái. Mái tóc bạc khiến cho dung mạo vốn đã có sát thương cực cao của ông lại càng mạnh hơn. Mọi người đều là đàn ông như nhau. Vương Bảo Nhạc thầm thở dài một tiếng, cảm giác ganh tị liên tục dâng trào, mặc dù vậy, hắn vẫn tranh thủ dân lòng. Lại cảm thấy triệu phẩm phương này trông khá quen, nhưng nghĩ mãi cũng không ra đã gặp ở đâu. Trong lúc Vương Bảo Nhạc đang thầm lấy làm kinh ngạc thì Triệu Phẩm Phương vừa xoay người lại cũng bình tĩnh nhìn Kim Na Minh và Vương Bảo Nhạc. Ánh mắt của ông chỉ lướt qua Kim Đa Minh một cái thì nhìn thẳng vào Vương Bảo Nhạc như nghiền ngẫm, kiểm tra thật kỹ cả buổi trời, thậm chí cuối cùng ông còn hư một tiếng. Vương Bảo Nhạc giật thót một cái, trong lòng bất chợt sợ hãi, lúc này Triệu Phẩm Phương mới thu hồi ánh mắt, xoay người lại nhìn bức bích họa kia lần nữa, từ đầu chí cuối không hề mở miệng nói câu nào. Tim Vương Bảo Nhạc đập rộn lên, hắn vội nhìn sang Kim Na Minh với ý hỏi dò. Kim Đa Minh chừng mắt nhìn lại ý bảo ta cũng không hiểu gì hết. Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi, cảm thấy dường như có gì đó là lạ nhưng lại không biết lạ ở chỗ nào nên trong lòng bắt đầu suy nghĩ. Sao lại nhìn mình như thế chứ? Lại còn hừ như thế? Không đúng, cái này có vấn đề, chẳng lẽ? Vương Bảo Nhạc suy nghĩ một lúc, đột nhiên hai mắt lóe lên. Thầm nghĩ lẽ nào Triệu Phẩm Phương cũng giống đạo lữ của ông, thật sự muốn mình làm con rể của họ ư. Thấy Vương Bảo Nhạc nghi hoặc mãi như thế, Kim Đa Minh thầm cười, chẳng giải thích gì nhiều, chỉ ngoan ngoãn đứng một bên. Triệu Phẩm Phương cũng không để ý đến việc Vương Bảo Nhạc đang dối trí suy nghĩ ở đó, chỉ ngắm nhìn bức bích họa kia một lúc mới khoan thai lên tiếng, nói ra câu đầu tiên kể từ khi cả ba người gặp nhau. Hai người các ngươi tới gần một chút, nói cho ta biết, hai ngươi nhìn thấy gì từ bức bích họa này. Sau khi Triệu Phẩm Phương lên tiếng thì Kim Đa Minh lập tức bước lên, ra vẻ nghiêm túc xem xét bích họa. Vương Bảo Nhạc cũng thu hồi suy nghĩ, đi tới sau lưng Triệu Phẩm Phương, ngẩng đầu nhìn bức bích họa kia. Lúc trước, Hắn đã nhìn lướt qua bức bích họa này. Nay đến gần quan sát hành tinh sắp chết nọ thấy rõ, dòng sông linh hồn do vô số linh hồn người chết hội tụ hòa vào vũ trụ. Tuy bức bích họa này khá quỷ dị nhưng lại rất khó nhìn ra manh mối, nhất là ánh mắt của Triệu Phẩm Phương khi nãy nhìn mình là lạ nên Vương Bảo Nhạc không lên tiếng trước mà vờ vịt như đang quan sát. Nhưng sau khi quan sát kỹ thì đồng tử của Vương Bảo Nhạc đột nhiên co rụt lại. Lúc trước, hắn ở quá xa nên không cảm nhận được, nay tới gần để nhìn thì đột nhiên cảm giác được hình như có khí tức phát ra từ bức bích họa này khí tức này vô cùng mỏng manh, người ngoài không thể phát giác. Nhưng đối với người tu luyện minh pháp như Vương Bảo Nhạc thì nó lại vô cùng quen thuộc, thậm chí vì để xác định nó mà hắn còn bước lên chạm thử vào bức bích họa. Ngay khi chạm vào thì trong lòng Vương Bảo Nhạc run lên, hắn dám chắc trên bức bích họa này có minh khí. Tiểu Minh, ngươi nói trước đi. Trong lúc Vương Bảo Nhạc lấy làm khiếp sợ thì Triệu Phẩm Phương đã thản nhiên nói. Kim Đa Minh vội gật đầu, sau khi trầm trước một phen thì trầm giọng lên tiếng. Triệu Thúc Thúc, theo ta thấy thì bức bích họa này ẩn chứa vô số thâm ý cháu đây ngu dốt chỉ có thể nhìn ra bên trong như ẩn chứa ý hy vọng ví như ngôi sao này chết đi vô số linh hồn bay ra tất cả đều là biểu hiện của cực hạn ta cảm thấy vật cực tất phản có lẽ cực hạn này ẩn chứa hy vọng và sinh cơ nào đó mà ta không hiểu hết được vật cực tất phản ý nói một vật hoặc một sự việc khi đi đến điểm cực độ trong giới hạn thì sẽ phản đảo lại cho nên càng là ở vào lúc vô vọng thì càng có thể là hy vọng đang ở ngay trước mắt thân ở vào nghịch cảnh, chính là cơ hội tốt để tôi luyện bản thân mình. Câu trả lời của Kim Na Minh khiến Vương Bảo Nhạc nghe mà tấm tắc không thôi. Đây không đơn thuần là quan sát bích họa nữa mà là thôi diễn và đưa ra ý ẩn sâu bên trong nó. Đồng thời, Vương Bảo Nhạc thấy sau khi triệu phẩm phương nghe Kim Na Minh nói xong thì có gật đầu một cái khiến hắn lập tức hiểu rõ đây là một đợt kiểm tra. Mấy đại nhân vật đều thích kiểm tra ngay khi vừa gặp à. Vương Bảo Nhạc thở dài, thầm nghĩ xem mình nên nói gì cho phải thì triệu phẩm phương đã lên tiếng. Vương Bảo Nhạc tới lượt ngươi. Hứ? Vương Bảo Nhạc cảm thấy hơi khó chịu. Triệu Phẩm Phương này đúng là phân biệt đối xử mà. Gọi Kim Na Minh là Tiểu Minh với giọng điệu ôn hòa là thế. Đến khi gọi mình lại kêu cả tên lẫn họ. Rõ ràng Triệu Phẩm Phương này có thành kiến với mình. Mặc dù không rõ thành kiến này đến từ đâu nhưng Vương Bảo Nhạc cảm thấy không phục, cũng nổi đoá quay đầu nhìn thẳng về phía Triệu Phẩm Phương. Triệu Đại Sư, mọi người đều có cái nhìn khác về ngụ ý của bức bích họa này. Tiểu Minh cảm thấy nó là hy vọng nhưng ta cảm thấy nó giống một đợt hành lễ bái tế hơn dù sao đi nữa thì chúng chỉ là suy đoán nhưng ta lại có phán đoán khác về bức bích họa này bức bích họa này đến từ hang thần binh sao hỏa nửa câu đầu vương bảo nhạc nói ra chẳng khiến triệu phẩm phương rung động mảy may nhưng nửa câu sau lại khiến ông đột nhiên xoay người lại nhìn thẳng vào hắn lần này trong mắt ông không còn ý dò xét như khi nãy nữa mà lộ ra tia sáng lạ cớ sao lại nói vậy trực giác thôi ấy mà vương bảo nhạc ngẩng đầu lên chắp tay sau lưng thản nhiên đáp thầm nghĩ chẳng phải ông thiên vị à ta cũng biết giận đấy nhé kim đa minh chớp mắt một cái lặng lẽ lùi lại vài bước hắn cảm thấy vương bảo nhạc ăn nói như thế với triệu phẩm phương rất gợi đòn mà trong mắt triệu phẩm phương lại càng lộ rõ vẻ kỳ dị thậm chí dần hóa thành tán thưởng giống như cực kỳ hài lòng với câu trả lời của vương bảo nhạc cuối cùng ông lại bật cười trước sự kinh ngạc của kim đa minh liên bang có rất nhiều người từng quan sát bức bích họa này nhưng vương bảo nhạc ngươi lại là người đầu tiên nhìn ra lai lịch của nó trong tình huống không rõ cụ thể không hổ là thành chủ tân thành trấn áp hang thần binh chắc hẳn ngươi đã dò xét và kiểm tra hang thần binh rất nhiều nên mới tạo thành trực giác như thế. Ngươi nói đúng lắm. Bức bích họa này đến từ hang thần binh sao hỏa, là một trong những thứ được phát hiện trong lần đầu tiên các thế lực khắp liên bang vào trong dò xét. Bản thân bức bích họa này cũng rất kỳ lạ. Nó không phải nhất thành bất biến, chỉ cần chiếu ánh sáng đặc biệt lên thì sẽ xuất hiện hình ảnh khác bị ẩn bên trong. Nhất thành bất biến, đã hình thành rồi thì giữ nguyên, không thay đổi, không đổi mới. Nói tới đây, triệu phẩm phương vung tay phải lên ánh sáng trong phòng thí nghiệm số 3 lập tức thay đổi. Huyệt động xung quanh biến mất, thay vào đó là vũ trụ bao la. Giống như ba người đã thuấn di ra vũ trụ, mà vũ trụ bao la này như hoàn toàn hòa làm một với bức bích họa. Hoặc nên nói là ba người giống như tiến vào thế giới trong đó. Cũng chính lúc này, hình ảnh trong bức họa lại thay đổi. Mặc dù hành tinh vẫn đang tan vỡ, có vô số linh hồn bay ra hòa thành dòng sông nhưng bên ngoài hành tinh kia, tại điểm cuối cùng của dòng sông do vô số linh hồn tạo thành lại có thêm một chiếc thuyền nan màu đen trên chiếc thuyền nan này lại có một người mặc áo đen tay cầm một mái chèo đặc biệt trên mái chèo có treo một chiếc đèn thuyền nan áo đen đèn lồng chiếc thuyền nan này lướt tới như có thể chia tách âm dương mà ánh đèn trên mái chèo như một ngọn hài đang soi lối trong lúc người áo đen kia lẳng lặng chèo thuyền đi tới dòng sông linh hồn sau lưng người nọ không còn lộ ra vẻ đau khổ nữa mà hóa thành an tường một đường nối gót theo sau các ngươi có nghe nói tới minh tông chưa đứng giữa vũ trụ bao là giọng nói đầy vẻ si mê sung bái của triệu phẩm phương nhẹ nhàng vang lên giống như không phải đang hỏi mà chỉ tự lẩm bẩm mà thôi